viên Bảo Khanh và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV, được phát trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada và trên website ibctv.us cũng như trên Facebook và YouTube IBC TV Official. Và để mở đầu cho phần tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi Kosovo và Serbia thực hiện các bước để giảm căng thẳng. Ngoại trưởng NATO họp thảo luận bảo đảm an ninh cho Ukraine, Thụy Điển gia nhập NATO. Nga không thể phủ quyết việc Ukraine gia nhập NATO. Prigozhin cho thấy các chiến binh Wagner rút khỏi Bakhmut. Các tàu của Hoa Kỳ và Nhật Bản đến Manila để tham gia cuộc tập trận chung ba bên đầu tiên. Và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên của sự trình bày của sứ ngôn viên Linh Trịnh. Vâng, kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi Kosovo và Serbia thực hiện các bước để giảm căng thẳng. Ông Antony Blinken vào hôm thứ Năm kêu gọi Kosovo và Serbia thực hiện các bước ngay lập tức để giảm căng thẳng, đồng thời cảnh báo rằng tình hình hiện tại cản trở việc hội nhập châu Âu Đại Tây Dương của cả hai nước. Phát biểu sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ở Oslo, ông Blinken cho biết nhiều đồng minh bày tỏ lo ngại về căng thẳng ở miền Bắc Kosovo sau khi các thị trưởng người Albania, gốc Albania nhậm chức tại các khu vực có đa số người Serb ở miền Bắc Kosovo sau cuộc bầu cử tháng 4 mà người Serb bị từ chối tham gia. Bình luận về tình hình ở Sudan, ông Blinken nói rằng cả hai bên trong cuộc xung đột đang diễn ra đã vi phạm cam kết ngừng bắn và cảnh báo rằng Washington đang xem xét những bước có thể thực hiện để làm rõ quan điểm của mình. Về vấn đề Ukraine, ông Blinken cho biết việc đưa Kyiv đáp ứng các tiêu chuẩn của liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ là một nội dung của hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo. Ngoại trưởng của NATO họp thảo luận bảo đảm an ninh cho Ukraine, Thụy Điển gia nhập NATO. Các ngoại trưởng của NATO vào hôm thứ Năm đã nhóm họp tại thủ đô Oslo của Na Uy để thảo luận về việc ủng hộ Ukraine và Thụy Điển gia nhập NATO. Phát biểu trước thềm cuộc họp kéo dài 2 ngày, ông Stoltenberg cho biết là ông sẽ sớm tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về yêu cầu của Thụy Điển nhằm khép lại một tiến trình đã bị trì hoãn do sự phản đối của các nước thành viên Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Phát biểu trong cuộc họp 2 ngày của Ngoại trưởng NATO tại Oslo, ông Stoltenberg đã cho biết, vào hồi tuần, ông đã nói chuyện với ông Tayyip Erdogan, người vào cuối tuần đã tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn việc Phần Lan gia nhập NATO vào tháng 3, nhưng nói rằng Thụy Điển chưa chấp các thành viên của các nhóm chiến binh mà nước này xem là khủng bố. Và vấn đề là thời gian. Một số ngoại trưởng bày tỏ tin tưởng Thụy Điển có thể trở thành thành viên trước hoặc là tại hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tháng 7. Các bộ trưởng cũng dự kiến sẽ thảo luận về tình hình ở Ukraine, cũng như là nỗ lực của Kyiv để gia nhập liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Ngoại trưởng Pháp là Catherine Colonna cũng đã cho biết là NATO cũng cần suy nghĩ về những bảo đảm an ninh mà họ có thể cung cấp cho Ukraine. Vài giờ sau khi một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga đã khiến cho hai người thiệt mạng, trong đó có một bé gái mới 11 tuổi ở Kyiv. Nga đã phủ nhận việc phóng mục tiêu vào dân thường hoặc là phạm tội ác chiến tranh, nhưng các áp lực của họ đã gây ra sự tàn phá ở các thành phố của Ukraine và liên tục tấn công các khu dân cư kể từ cuộc xâm lược toàn diện vào hôm 24 tháng 2 năm 2022. Nga không thể phủ quyết việc Ukraine gia nhập NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết vào hôm thứ Năm, tất cả các đồng minh của NATO đồng ý rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh.
trước cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ở thủ đô Oslo của Na Uy. Ông nói, Moscow không có quyền phủ quyết chống lại sự mở rộng của NATO. Ông Stoltenberg cũng cho biết ông sẽ sớm tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về việc Thụy Điển trở thành thành viên của NATO, nhưng lưu ý rằng Thụy Điển đã được hưởng mức độ bảo vệ cao từ liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo. Ông cũng nói thêm, hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng sẽ có bất kỳ mối đe dọa hay cuộc tấn công nào chống lại Thụy Điển mà NATO không phản ứng. Ông Stoltenberg cho biết, bạo lực chống lại lực lượng giữ gìn hòa bình KFOR của Liên minh ở Kosovo là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông nói lần điều thêm quân đầu tiên sẽ vào khoảng 700 người và họ đang trên đường đến. Nhưng tất nhiên điều này không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ một giải pháp chính trị. Tình trạng bất ổn ở phía bắc Kosovo đã gia tăng kể từ khi các thị trưởng người Albania gốc Albania nhậm chức tại khu vực có đa số người Serb trong khu vực sau cuộc bầu cử vào hồi tháng 4 vừa qua bị người Serb tẩy chay. Một hành động khiến cho Hoa Kỳ và các đồng minh lên án Pristina. Ông Stoltenberg cũng nói thêm, thông điệp của chúng tôi tới tất cả Belgrade và Pristina là họ phải tham gia một cách thiện chí vào cuộc đối thoại do Liên Âu tạo điều kiện. Đó là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Ông Prigozhin cho thấy là các chiến binh Wagner rút khỏi Bakhmut. Lãnh đạo lực lượng đánh thuê quyền lực nhất của Nga là ông Prigozhin đã nói với một nhóm phóng viên quân sự của Nga vào hôm thứ Năm. Người của Wagner PMC sẽ hoàn thành việc rút quân khỏi Bakhmut trước ngày 5 tháng 6. Trên một đoạn video do cơ quan báo chí của ông ta công bố, thì người ta đã thấy ông Prigozhin mặc quân phục đang bắt tay và nói chuyện với một nhóm người của ông ta, nói với họ rằng chúng ta không nên ở Bakhmut nữa. Trong một đoạn video riêng cũng do dịch vụ báo chí Wagner phát hành, thì ông Prigozhin đã được nhìn thấy là đang nói chuyện với một nhóm phóng viên Nga và nói rằng nhóm Wagner của ông ta sẽ tiếp tục chiến đấu ở Ukraine nếu người của ông ta có một khu vực riêng trên mặt trận mà không phải phụ thuộc vào những chú hề điều hành các lực lượng vũ trang của Nga. Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 62 vào hôm thứ Năm tại một trại huấn luyện, ông Prigozhin là một lần nữa đã xác nhận rằng người của ông cuối cùng sẽ rời thành phố Bakhmut miền đông Ukraine vào ngày 5 tháng 6 sau khi trao nó cho quân đội Nga. Những người lính đánh thuê Wagner cũng đã chiếm được thành phố bị tàn phá vào cuối tháng 5 sau nhiều tháng chiến đấu khốc liệt. Ông Prigozhin cũng đã nói là nếu toàn bộ chủ chỉ huy thất bại 100% và sẽ chỉ được dẫn dắt bởi những tên hề biến mọi người thành thịt thì chúng tôi sẽ không tham gia vào đó. Ông được biết đã đến những bài bình luận thẳng thừng, thường xuyên thô tục về việc tổ chức chiến tranh. Ông Prigozhin cũng cho biết là người của ông muốn nghỉ ngơi tại các trại ở Ukraine do Nga kiểm soát trong một khoảng một tháng và sau đó mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Các tàu của Hoa Kỳ và Nhật Bản đến Manila để tham gia cuộc tập trận chung ba bên đầu tiên. Các tàu của lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đến Manila vào hôm thứ Năm để tham gia cuộc tập trận hàng hải ba bên kéo dài một tuần ở Biển Đông với lực lượng đồng cấp Philippines. Cuộc diễn tập đầu tiên như vậy giữa họ vào thời điểm mối quan tâm ngày càng tăng về các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Lực lượng tuần duyên Philippines vẫy những lá cờ nhỏ của Hoa Kỳ và Nhật Bản khi USCGC Station và tàu tuần tra của Nhật Bản là Akitsushima cập cảng. Một giới chức lực lượng tuần duyên Philippines cho biết hồi đầu tuần, cuộc tập trận từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 ở vùng biển ngoài khơi của tỉnh Bataan là sáng kiến của Hoa Kỳ và Nhật Bản, trong khi Australia sẽ tham gia với tư cách là quan sát viên. Các giới chức cho biết cuộc tập trận lực lượng bảo vệ bờ biển của cả ba quốc gia sẽ tổ chức nhiều hoạt động khác nhau, tập trung vào thực thi pháp luật hàng hải, an ninh và an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn cùng nhiều hoạt động khác. Nhật Bản, Australia và Hoa Kỳ thường xuyên lên án hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông và tìm cách xích lại gần hơn với đồng minh của Hoa Kỳ là Philippines kể từ khi Ferdinand Marcos Jr. tiếp quản vị trí tổng thống từ người tiền nhiệm thân Trung Quốc Rodrigo Duterte vào năm ngoái. Xin quý vị vẫn tiếp tục cho băng tần của đài truyền hình IBC TV. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2.
ngay sau phần các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình.